Tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tuần Hoa Sen năm nay thì đội Dược Domesco Đồng Tháp là một trong những đội đua có khả năng cạnh tranh rất cao ở các vị trí hạng mục giải thưởng đồng đội. Và ngày hôm nay thì đội cũng đã có một buổi tập rất thú vị tại cung đường Hồ Gươm, Hà Nội. 5 giờ đồng hồ sau khi có mặt tại Hà Nội, Dược Domesco Đồng Tháp đã có buổi tập đầu tiên. Do vừa trải qua một chặng di chuyển xa nên ban huấn luyện quyết định cho toàn đội thực hiện một buổi đạp thầm đường. Biết được thông tin về địa điểm tập luyện của đội, đã có rất nhiều các vận động viên phong trào tình nguyện làm hướng dẫn viên. Huấn luyện viên Trần Văn Quýt cũng đã chia sẻ về mục tiêu của toàn đội. Chúng tôi sẽ rất là đoàn kết và cái quyết tâm từng chặng, và đặc biệt là phải nhìn coi cái khi ra cái thực lực của các đội như thế nào. Còn thế mạnh của Đồng Tháp tôi thì cái gì mà cờ sơ áo của đội Dược Đông Cô thì phải nói là quyết tâm thi đấu hết cái khả năng của từng vận động viên. Là một trong hai đội đua thi đấu với toàn bộ nội lực, nhưng không phủ nhận Dược Domesco Đồng Tháp vẫn luôn là một trong ứng viên sáng giá cho các danh hiệu ở hạng mục đồng đội. Khả năng leo đèo, sức mạnh tập thể, trong đó nổi bật với hai gương mặt trong thành phần đội tuyển là Nguyễn Tấn Hoài và Phan Hoàng Thái. Dược đó cho Đồng Tháp thì luôn đặt mục tiêu là ở giải đồng đội. Giải đó các vận động viên sẽ dễ cạnh tranh hơn với các đội kia, tại vì nước ngoài thường họ chỉ tập trung vô danh hiệu cá nhân thôi, nên đội Đồng Tháp sẽ tập trung vô danh hiệu đồng đội. Dược Domesco Đồng Tháp là một đội đua giàu truyền thống, và đây cũng là yếu tố khiến các đối thủ không thể xem thường dù năm nay đội chỉ thi đấu với toàn bộ đội binh. Nhưng dù kết quả của giải đấu thế nào đi chăng nữa, thì có lẽ Nguyễn Tấn Hoài và các đồng đội đã có được điểm số đầu tiên trong lòng người hâm mộ.